Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, chúng tôi xin thành lòng đọc lại tác phẩm Tôi Còn Đây Mà của Ngài Thanh Sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi còn đây mà, hỡi kẻ quê nhà, chớ lầm tính nguy làm tôi lòng ta. Tôi còn đây mà, Nam Bắc một nhà, chúng ta xây dựng chớ để rời ra. Tôi còn đây mà, thường mỗi ngày qua không ngừng tiếng gọi dân sớm háo hòa. Tôi còn đây mà, đi khắp gần xa gieo câu Phật giáo trong khắp người ta. Tôi còn đây mà, muốn dặm đường xa mà lòng luôn tưởng như ở bên nhà. Tôi còn đây mà, đây dân tình nhà, ngày đêm dần nhớ đồng đạo gần xa. Tôi còn đây mà, thân tuy ở xa, hồn trong đất nước quanh bên trẻ già. Tôi còn đây mà, xin nhớ tưởng ra, ngày đêm luyện đạo cho kiếm liên qua. Tôi còn đây mà, nặng lòng chữ gia, dầu cho đau khổ cũng ráng về nhà. Tôi còn đây mà, mỗi đêm chan hòa vì thương đồng đạo bên giá còn xa. Tôi còn đây mà, ít khi ở nhà, đó đây dạo khắp tiện độ người ta. Tôi còn đây mà, tuy lắm phong ba mà lòng chẳng chán vẫn phụng Phật ở gia. Tôi còn đây mà, chớ để phui pha ráng lo đạo đức dù lắm tai ba. Tôi còn đây mà, gió thuận gặp ra thuyền quay nhất khắc về tới quê nhà. Tôi còn đây mà, nước mắt nhỏ xa đang cơn khốn ách thân lại xa nhà. Tôi còn đây mà, tâm Phật chớ xa ráng trao hạnh kiệm đẹp dạ ông cha. Tôi còn đây mà, rất muốn trẻ già ai cũng nhất trí gìn giữ quốc gia. Tôi còn đây mà, lòng rất thiết tha thôn lân đồng đạo nhất niệm Di Đà. Tôi còn đây mà, những tánh gian tà
xin vui lòng bỏ cho rằng Phật ở gia. Tôi còn đây mà rất muốn hồi gia, ngắt còn ngước gió chưa tiện về nhà. Tôi còn đây mà đồng đạo quê nhà, nhớ lo tu tình gặp nhau không xa. Tôi còn đây mà ai có nói ngoa, ráng suy xét kỹ chớ vội nghe qua. Tôi còn đây mà còn quốc còn gia, còn ngày trở gót thăm viên trẻ già. Tôi còn đây mà việc chẳng sai hoa, gió từ thổi khắp làm mát người ta. Tôi còn đây mà lần tay tính ra, hơn năm năm qua xa cách trẻ già. Tôi còn đây mà năm năm cách xa, lòng đau như cắt khó nói sao ra. Tôi còn đây mà tính từ ngày qua, trông như nước uống lòng chẳng hề xa. Tôi còn đây mà dù lắm phong ba, thuyền từ chẳng đâm xin chớ lo ra. Tôi còn đây mà lăn lóc ngày qua, chờ câu dần thời gieo đạo rộng ra. Tôi còn đây mà lòng luôn xót xa, ước chi có canh bay thẳng về nhà. Tôi còn đây mà nhờ Phật giàu ra, sớm hôm hữu hỷ bớt tội việc nhà. Tôi còn đây mà tuy ở ta bà, lòng không nhiệm tục chẳng thẹn liên quan. Tôi còn đây mà sống với người ta, nỗi lòng ai rõ con người gì tha. Tôi còn đây mà bóng dáng tuy xa, tâm hồn vẫn cần rất thương trẻ già. Tôi còn đây mà tiếng gọi hào hòa, ngày đêm reo mãi đâu dám lơ là. Tôi còn đây mà huynh đệ ở nhà, ráng đoàn kết lại dình đạo thích ca. Tôi còn đây mà xin khuyên quê nhà, từ trên chỉ dưới cần phải thuận hòa. Tôi còn đây mà muốn khỏi thiết tha, anh em lớn nhỏ xin chớ rời ra. Tôi còn đây mà đi khắp ta
giả hình đủ cách thức tỉnh người ta. Tôi còn đây mà việc nước việc nhà lòng tôi vẫn nhớ đâu dám lãng qua. Tôi còn đây mà chuông vọng gần xa người đang mê ngủ lắm kẻ thức ra. Tôi còn đây mà hồn luôn về nhà trước thăm tự mẫu sao viếng chư gia. Tôi còn đây mà đâu quản giang hà luôn chèo chống mày rước khách ta ba. Tôi còn đây mà việc buồn xảy ra nhớ thầm niệm Phật sẽ được ngôi quan. Tôi còn đây mà ráng lo việc nhà ở người trong nước chớ bỏ ông cha. Tôi còn đây mà vì thương trẻ già thân tôi đâu kể tần tảo bôn ba. Tôi còn đây mà ai xỏ xiên qua cũng đừng chấp nhất có lúc tỉnh ra. Tôi còn đây mà trời đã canh ba vẫn không an giấc vì nhớ chuyện nhà. Tôi còn đây mà ráng tu mới là cuộc đời càng mộng trễ bước khó ra. Tôi còn đây mà nẻo đạo đừng xa chữ tu ráng sửa cho Phật đến nhà. Tôi còn đây mà ít khi ngồi nhà thường đi đây đó nói đạo Thích Ca. Tôi còn đây mà không quên trẻ già, trẻ già chớ phụ xin nhớ người xa. Tôi còn đây mà nước mắt đượm đà bởi chưa toàn nguyện còn ở phương xa. Tôi còn đây mà này bớ trẻ già cùng tôi xiết cánh đi tới Liên Quan. Tôi còn đây mà xin chớ dần già ráng tu kiếp kiếp khỏi bị hầm tha. Tôi còn đây mà tôi ở phương xa vì câu Phật Pháp không vì vinh quang. Tôi còn đây mà chưa dứt can qua khả nên thương lần để bớt thiết tha. Tôi còn đây mà lớn nhỏ ở nhà dù ai phay rồi cũng ráng háo hoàng. Tôi
còn đây mà ở chốn phồn hoa. Biển đủ hình dạng nhưng chẳng nhiễm xa. Tôi còn đây mà khi Phật khi ma, chỗ tôi dùng y khó ai hiểu ra. Tôi còn đây mà khẩu Phật tâm xà, chẳng làm dính đạo kha bỏ gian ra. Tôi còn đây mà Phật vốn là ta, tìm trong tim nào chớ kiếm ngoài da. Tôi còn đây mà ráng niệm Di Đà, gặp ngài ách biển có Phật hiện ra. Tôi còn đây mà thường nghe Phật Đà giải câu chân nguy, truyền lại trẻ già. Tôi còn đây mà gió táp mưa xa, đâu làm rụng chi vẫn mạnh bước ra. Tôi còn đây mà gió thuận gặp ra, chỉ trong giây khắc nâng chén quê nhà. Tôi còn đây mà xin kẻ gần xa vui lòng để nhớ chớ phụ nhau mà. Tôi còn đây mà dưới bóng đèn ngà, mượn lời mực giấy gửi đến quê nhà. Tôi còn đây mà mỗi lời nói ra, ước mong lớn nhỏ chớ để ngoài da. Tôi còn đây mà ráng ở thật thà, coi như ruột thịt chớ rẽ chia ra. Tôi còn đây mà thiếu ở chia nhà, thiếu cơm chia thóc mới gọi hảo hoa. Tôi còn đây mà vẫn rủi đi qua, thời nên sẽ đến việc có đâu xa. Tôi còn đây mà ơ khắp trẻ già, chữ tu chớ lợt sao khó kiếm ra. Tôi còn đây mà chớ ngỡ rằng xa, quên lo bãi sám rất uổng thay làm. Tôi còn đây mà lửa ngung bên nhà, nếu không sớm dập chừng gió thổi ra. Tôi còn đây mà con nói theo cha, gót thầy trò nói làm cho nhân hòa. Tôi còn đây mà tật sâu bỏ ra, chớ đeo y quay học đạo Thích Chi Ca. Tôi còn đây mà nêu khắp trẻ
gian. Thật tâm tu niệm đây đó gặp ra, tôi còn đây mà ngoài trời mưa xa. Giờ đã khuya khoắt còn ngồi viết ra, tôi còn đây mà thân ốm còn da. Vẫn kêu đạo đức đâu chút nải hà, tôi còn đây mà thăm hết gần xa. Chúc cho lớn nhỏ đều được an qua. Tôi còn đây mà suốt mấy năm qua, đêm thường không ngủ ngại dạo ta bàn. Tôi còn đây mà khi môi lò ra, nắm ngay không bỏ ráng đợi trẻ già. Tôi còn đây mà khổ mấy cũng là không hề nao núng miệng độ người ta. Tôi còn đây mà nếu có lòng ta tự trừ bỏ lấy chớ kéo dài ra. Tôi còn đây mà viết gần không xa, cuộc vui tai ngộ Phật dành cho ta. Tôi còn đây mà rất mong trẻ già nhớ tôi thường bữa viết đạo đừng xa. Tôi còn đây mà đâu vắng tin nhà, hình dung đồng đạo luôn được thấy ra. Tôi còn đây mà dù có cách xa, cũng thường nhắc nhở xin chớ bỏ qua. Tôi còn đây mà tiếng kệ gieo ra, không riêng một chỗ gieo khắp gần xa. Tôi còn đây mà đợi từ ngày qua, vẫn lành khi đến về thăm trẻ già. Tôi còn đây mà nợ nước ơn nhà, lo cho tròn phần đẹp già ông cha. Tôi còn đây mà hai chữ hảo hòa đã đem nêu rõ sáng mắt gần xa. Tôi còn đây mà vừa nhớ mẹ cha, vừa thương đồng đạo nước mắt nhỏ xa. Tôi còn đây mà xin ráng nhớ ra, chờ cơ dẫn đến chúng hợp một nhà. Tôi còn đây mà xin gửi về nhà ít dần thơ ngăn thăm hết gần xa. Nam mô A Di Đà Phật.